Khi yêu thật lòng, anh ấy sẽ luôn chạm vào những điểm này trên cơ thể bạn. Liệu người đàn ông của bạn có hay chạm vào những điểm này trên cơ thể bạn không? 1. Bàn tay. Nếu anh ấy luôn nắm chặt bàn tay bạn ở giữa chốn đông người, tức là anh ấy sợ lạc mất bạn. Cũng giống như việc anh ấy ngầm nói với bạn rằng anh ấy sẽ luôn giữ chặt bạn thế này, sẽ không bao giờ để tuột mất bạn đâu. Nếu anh ấy đan bàn tay của mình vào bàn tay bạn trước bạn bè, gia đình của bạn, hoặc anh ấy, tức là anh ấy đang khẳng định mối quan hệ nghiêm túc của hai người, đồng thời khẳng định bạn đã là một phần trong cuộc sống của anh ấy. Nếu anh ấy nắm lấy bàn tay bạn lúc bạn cảm thấy hạnh phúc hay buồn tủi, anh ấy muốn nói là trong cuộc sống này, dù có chuyện gì xảy ra, anh ấy cũng sẽ ở bên cạnh bạn, cùng bạn sẻ chia mọi cung bậc cảm xúc. Khi người đàn ông luôn tận dụng mọi cơ hội để có thể nắm chặt đôi bàn tay của bạn, thì chứng tỏ anh ấy thật sự yêu bạn rồi đấy. Vậy nên, hãy trân trọng điều này và đừng vội buông tay anh ấy nhé. 2. Mái tóc. Bỗng nhiên anh ấy nhìn bạn một cách ấm áp, rồi đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bạn, tức là anh ấy đang thể hiện sự dịu dàng và trìu mến đối với bạn. Thường đàn ông hay thể hiện sự mạnh mẽ, trầm ổn, nhưng khi anh ấy hay chạm vào mái tóc bạn, vuốt nhẹ hay là xoa đầu bạn, tức là anh ấy đã để cho bạn thấy điểm dịu dàng, ngọt ngào trong tâm hồn của anh ấy. 3. Má. Nếu anh ấy hay chạm vào má bạn, vuốt ve, nhiều lúc là bẹo má bạn, đó chính là anh ấy thấy bạn vô cùng đáng yêu. Đó giống như là lời khẳng định cho sự cưng chiều mà anh ấy dành cho bạn, mà không phải bất cứ ai khác. Việc hay chạm vào má cũng chứng tỏ bạn đối với anh ấy chính là như một cô gái bé nhỏ xinh đẹp đáng yêu mà anh ấy muốn nâng niu và bảo vệ. 4. Eo. Vòng tay qua eo chính là hành động thể hiện sự thân mật của anh ấy đối với bạn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn thích chạm vào phần eo. Đây là hành động thể hiện sự yêu thương của anh ấy dành cho người con gái anh ấy yêu. Và đặc biệt, đàn ông chung thủy có những thói quen này. Nếu anh ấy thường xuyên ôm bạn từ phía sau, chạm phần eo của bạn, hãy yên tâm về độ thủy chung của anh ấy. Chắc chắn trong lòng anh ấy không có ai khác ngoài bạn đâu. Đàn ông dù có gan ngoại tình nhưng lại không dám bỏ vợ là vì bốn điều này, chị em có biết? Dưới đây là bốn điều khiến đàn ông ngoại tình nhưng lại không dám bỏ vợ. Khi bị phát hiện sẽ tìm đủ cách để cầu xin được thứ tha. Nghe xong ai cũng ngạc nhiên. Dù có gan mèo mả bên ngoài, dù tự biến mình thành gã đàn ông ngoại tình đáng chê trách, nhưng những người chồng lăng nhăng vẫn kiên quyết không chịu chấm dứt với vợ để đến với kẻ thứ ba. Họ cứ tìm đủ cách để duy trì cuộc hôn nhân hiện tại, chính là vì bốn lý do này. 1. Đàn ông ngoại tình vì ham của lạ chứ không yêu nhân tình. Có rất nhiều đàn ông vẫn yêu vợ nồng nàn, vẫn hết lòng với gia đình, nhưng lại không thể chiến thắng cám dỗ trước đàn bà xinh đẹp, gợi cảm hơn vợ. Họ nhanh chóng ngã vào vòng tay của kẻ thứ ba, cởi đồ ăn nằm với đàn bà lạ để thỏa mãn ham muốn chiếm hữu, muốn được nếm thử phở sau nhiều ngày ăn cơm. Thế nhưng sau khi rời khỏi chiếc giường, sau khi trở về bên gia đình,
họ chỉ xem đấy là một cuộc vui, chẳng chút vấn vương. Chính vì chỉ là những giây phút đổi trác tình tiền, vui chơi qua đường và không hề yêu ả đàn bà kia, nên đàn ông trăng hoa chẳng dại dột đánh đổi cả gia đình ấm êm với tình một đêm. 2. Chỉ vợ mới đồng cam cộng khổ với chồng. Đàn ông càng có nhiều tiền, càng dễ cặp kè bên ngoài, càng dễ tìm được những cô nàng xinh đẹp, nóng bỏng, sẵn sàng chiều chuộng ngọt ngào với mình. Thế nhưng, những mối tình nhuốm màu vật chất ấy chỉ có thể duy trì khi đàn ông có tiền, có thể chu cấp cho ả đàn bà năng nổn kia. Một khi xa cơ thất thế, một khi chẳng còn đồng nào trong túi, thì chỉ có vợ mới nguyện nắm tay chồng cùng nhau vượt qua khốn khó, cũng cố gắng phấn đấu cho tương lai. Hiểu được điều ấy, nên dù có gan ngoại tình, dám phản bội vợ, nhưng đàn ông lại rất sợ bị phát hiện bí mật động trời của mình, sợ bị vợ chủ động ly hôn. 3. Sợ ảnh hưởng đến danh dự. Khi còn là vợ chồng, phụ nữ dù biết chồng bội bạc, xăng hoa bên ngoài, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn vì gia đình, vì giữ thể diện cho chồng. Họ cố gắng bồi đắp tình cảm để chồng có thể trở về bên gia đình, làm người chồng tử tế của ngày trước, người cha mẫu mực của con. Vậy nhưng khi đã vượt ngưỡng chịu đựng, khi đã cạn tâm, phụ nữ bị chồng phản bội sẽ chẳng ngần ngại buông tay cuộc hôn nhân dối lừa. Lúc này đây, gã chồng ngoại tình nào cũng sợ vợ sẽ tung hê tất cả, sẽ khiến họ xấu hổ, mất mặt trước thiên hạ. 4. Sợ con cái khinh thường. Chuyện tình cảm vốn rất khó nói. Vợ chồng hôm nay yêu nhau đến sống đi chết lại, thề nguyền bên nhau suốt kiếp là thế. Nhưng khi tình yêu dần phai nhạt, không tìm được tiếng nói chung, thì ly hôn ắt là quyết định đúng đắn nhất, là cơ hội để cả hai có thể tìm được hạnh phúc đích thực cho mình. Quyết định này cũng sẽ tốt cho con cái nhất, bởi nếu lớn lên trong một gia đình mà cha mẹ suốt ngày cãi vã, to tiếng với nhau, thì trẻ sẽ bị ảnh hưởng tâm lý rất lớn. Nếu cuộc hôn nhân đổ vỡ do đàn ông ngoại tình, thì đàn ông rất sợ con cái sẽ quay lưng, khinh thường và ghét bỏ họ.